Xin chào các anh chị em. Hôm nay mình là thành viên mới, mình đến đây để mình xin giúp vui. Thì đêm nay là buổi tối, mình xin chúc tất cả anh chị em của mình một buổi tối được vui vẻ, gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, và chúc đêm nay được ngủ ngon. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn chị Hằng rất nhiều ạ. Giống ca sĩ Phượng Hằng, Thanh Hằng quá. Tế chị Hạnh, bài kế tiếp anh Tế, anh giữ chuẩn bị nha.